Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Trước khi vào nội dung chính của cái video này thì quý vị hãy dành vài giây để nhấn vào nút chuông và nút đăng ký của chúng tôi nhé, để ủng hộ chúng tôi và cũng để không bị lỡ bất kỳ một cái video nào mà chúng tôi đưa lên. Thì quay trở lại với video này, tôi đang ở đây là thôn 2, xã Suối Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Ngay đầu đường nhé, ngay đầu đường của cái đường Suối Giao Xuân Sơn. Ngay đầu đường đi vào đây tí là thôn 2. Thì giới thiệu quý vị đây một cái vườn ngô này. Bây giờ người ta đã phân ra và đã lên thổ cư rồi. Thì ở đây có hai lô đất đang chào bán. Đây từ cái này đến đầu đây là 10 mét. Thì là có diện tích một lô đó là 407 mét vuông. Trong đó có 100 mét đất ở. Đang chào bán là 880 triệu. 888 triệu. Thì là 407 mét vuông ngang 10 mét thì có hai lô liền nhau quý vị nhé, hai lô liền nhau, hai bạn đang đứng đây là hơn 400 mét vuông, có 100 mét đất ở luôn rồi. Đấy, đường chính để dẫn vào thôn 2 xã Suối Giao. Đó. Khu vực dân cư đất rất là màu mỡ, tươi xốp. Ai muốn làm nhà vườn này thì với diện tích như này thì quý vị nào cứ alo cho tôi nhé. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.